Yo, hello, what's up chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game hạt tài chứ mình đây, từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video, vẽ đầu video anh em xin một like và một đăng ký kênh, hỗ trợ phát triển nha mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video không chiều tối nay thì đang trong thời gian đợi sự kiện tương mới anh em. Ngày mai 10 giờ ngày mai chúng ta có sự kiện tương mới rồi. Chưa biết sự kiện mấy giờ mình lên nên tôi làm video sớm. Mừng tuần mới này có tương mới lên quả event hot hot tí nhờ, lâu lắm rồi không làm event tặng 5 gift code thẻ cờ của Su. Ok, đầu video là luôn cách thức tham gia anh em nhá. Lần này 5 quần code này nên sẽ thay đổi một tí các bạn. Vẫn như thường lệ, anh em mốc 100 like thì chúng ta mới có video công bố và kết quả, và mốc 100 like sẽ là mốc post đầu tiên cho đến 125, 150, 175 và 200 like anh em. Đó là năm mốc code của chúng ta. Đó, bắt đầu từ 100 là code đầu tiên anh em, 125 là code thứ hai, 150 là code thứ ba, 175 là code thứ tư và 200 like là code thứ năm. Đó, 5 phần quà gift code anh em nhé. Các bạn vote like để có thể nhận quà. Còn thông tin chi tiết về cách thức về câu hỏi cũng như sự kiện ngày hôm nay thì anh em xem đến cuối video để nhận ạ. Đồ vui, siêu tân tinh. Ây da. Áo thần kit à. Vì sao Robin bị tươi duyên ná từ nhỏ? Quê của Chopper ở đâu? Đảo Romeo ha? Đảo Rome. Chopper, chú chui là gì? Tên của một chú chó lông trắng. Điệu cười của Rook. Này không chưa thấy có câu hỏi nào đặc biệt nhờ. Xem nào, album không biết tại sao cầm được thêm album nữa anh em, hiện tại mới có 7K9 thôi. Từ từ hắn cập nhật, các bạn mong rằng sẽ từ từ hắn cập nhật các bạn. Cập nhật hiện tại là tôi không có đủ đâu anh em. Không phải mong cập nhật đâu mà từ từ các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tả tưa vui chơi sự kiện ngày cuối cùng các bạn. Có thể gọi ngày cuối cùng cũng được rồi. Ok. Xem này chúng ta có gì hot không nào. Hôm nay không thấy đảo anh gì hết qua. Wow, 50 ấy. Nhận nào anh em. Cũng được nó anh em. 8 non đấy. Tôi vừa check rồi anh em. Vừa check túi rồi. Check túi trước khi lên video rồi anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi mở tiếp các bạn. Cái thế nha. Đúng kiểu cày thế nhờ luôn anh em, cày không làm gì được ạ. Cú thật sự các bạn. Ơ kìa. Đang vào check sự kiện để cho thoát ra ngoài rồi. Ok, mua túi nào, nó nắm được không mua anh em, mua thêm ít túi. Chiêu mộ hải tặc cũng mòn thứ 3, 100 cốc bia vàng nữa thì mới chơi được anh em. Đặc biệt thì full rồi. Xu vòng quay, đang dở các bạn. Chiến trường cũng xong, xong lính chỉ cũng xong, shop thì không mua anh em, để kim cương đợi chơi sự kiện khác. Quay đã dư đận 13k cỏ ra. Huy hiệu danh ép. Boss thì đánh được cái rồi anh em. Thế đúng lâu lắm rồi, sự kiện này tôi đánh boss nhiều giá man nhá, hay sự kiện này để kiếm anh em thần, sự kiện này thấy mình đánh boss được nhiều nhá. Ok, xu đi. Hiện tại vô thì chắc có xu rồi anh em. 151 ạ. À. Mà cũng chả đủ đúng không? Bởi vì nãy là ở kia 50 rồi anh em. 50 rồi này. 51 này. À, lần thứ 5 là 50, 60 các bạn, 60. Chỗ này quay hết chỗ này đủ à? Được 2 lần các bạn, được 200. 200 vòng. Chưa lại 5 lần, 58 là 40 à? Chưa lại 40 xu được anh em. Chưa lại 40 xu được, còn đây là 5 lượt rồi. Giờ chúng ta cần lấy 15 lượt nữa anh em. Đúng rồi, dư ra 5 lượt, chưa lại 80 xu, 40 xu. Cứ chưa lại 40 xu là đủ các bạn, ra nhận đủ 2 vòng. Thôi, dư để đấy anh em, chứ không chơi nữa. Lanh quanh ngày mai tương mới mà trong túi tôi dần chưa có đến 100 thùng bia anh em. Toàn quá. Ngày mai là bè mè mè đấy, tin kia nghe cũng được đấy nhưng mà. Ở đây có ông nào có ý kiến về cái vụ tương mới không? Kiểu thay vì ra Batman hiện tại còn rất là nhiều thao thần kit này,
Cần gì phải ra mấy cháu lạ lạ đấy làm gì? Mà tôi nghĩ nếu mà muốn ra mấy cháu lạ lạ đây, nhà phát hành nên nhận cập nhật theo kiểu compact anh em, kiểu úp một phát một năm tương mới một kiểu hay gì đấy, chứ cứ 2 tuần mới có một cháu mà cứ ra như này không biết bao giờ Zoro nhà tôi mới ra, không biết bao giờ anh nồ nhà mình mới về các bạn. Trời ơi không đúng thôi, cứ dự án này thì game còn phải chạy đến tận được phải được 5 năm nữa anh em, nếu mà cứ ra tướng theo tình hình như tại hiện tại thì phải được 5 năm nữa các bạn, game này phải duy trì được tầm đấy, 5 năm nữa là bình thường các bạn nhá. Đấy gọi đây có anh em ý kiến giống tôi không, không thì bên nhà phát hành phải chuyển đổi lại tốc độ ra tướng lại phải nhanh hơn, tướng của trước anh em ra thật nhanh vào, chứ giờ đợi 2-3 tuần anh em, 3 tuần mòn răng mới ra được một con tướng mà lại như này thì nghe nó hơi toang. Qua anh em ý kiến thôi, nó tất nhiên thì cái này cũng để giữ gọi là sự phát triển của game thôi anh em, cũng khó nói được gộp nào. Còn một lần kim cương đúng không? Ui u các bạn nhìn thấy không, các bạn nhìn thấy gì không? Trời ơi mình đỉnh đấy nhá, còn một lần nữa, trời ơi, còn một lần, đúng một lần anh em, không lệch được ạ. Phát một nhát một anh em, trích túi nào, túi còn 63 ấy thôi à, công độ anh em 36 thùng bia. Ok đây này, nếu như bên kia anh em nếu có Mamushi phát một thì đợi đúng con lượng anh em, ngày mai trưa mai nó mới đủ các bạn, trưa mai là lên tầm đấy, tầm này trưa mai là sẽ có một cháu lấy con Mamushi E5 đấy rồi đấy nào mami các bạn. Thế mà sao không ra lấy con Mamushi nhỉ, mai 20 giờ nữa tầm này, ngày mai anh em 9 giờ ngày mai là chúng ta chưa có thể lượm quà đây rồi, dương kho báu. Ô thế thì chết rồi toang rồi. Kiếm sĩ rồi, ok các bạn thắng cho win nó chứ chết rồi toang rồi, cố gắng làm cho xong cái nhiệm vụ này các bạn. Ui toang thế, toang thế này thì thôi chứ thứ nào chịu cho nổi các bạn. Đấy, cuối này thành viên không có dòng nhanh nhẹn và chính xác trong trận, không có nhanh nhẹn và chính xác đúng không, không có nhanh nhẹn và chính xác anh em. Tấn công ui rồi, ôi trước mắt chưa biết thế nào anh em, chưa gì đã thấy chữ toang rồi anh em, thấy chữ tờ oang ở oang toang toang biết như thế nào rồi. Ừ, còn 2 gang bg các bạn, chưa gì đã biết thấy chữ toang biết như nào rồi anh em. Tấn công nào, là tuần này cố gắng đánh cho nó, con này đánh cho đánh cố gắng cho nó xong các bạn. Bên nội Big Mom ra trận, tấn công hết Mom và xem là có ổn không anh em. Nó hên xui bút hồi sinh lại được 2 cháu nữa các bạn, chuyển bút hồi sinh hồi lại được 2 cháu là có cơ may à. Inuzashi kìa, BG nhà mình làm cái quái gì vậy trời, chán anh BG nhà mình ghê đó. Ok thôi tiếp tục đến với cái mini game tặng gift code thẻ cào của Su đặc biệt cuối tuần anh em, tặng 5 gift code cho anh em luôn đó. Thì như đầu video tôi đã nói qua về những anh em đó, hiện tại năm để nhận được 5 gift code thì các bạn vui lòng vote like video anh em nhé, bắt đầu 100 like, 125, 150, 175 và 200 like là 5 mốc để nhận 5 gift code lần này. Cách thức tham gia thì anh em vui lòng tham gia theo 3 bước như sau: việc đầu tiên là like và share video trên Facebook và dạng công khai, thứ hai là đăng ký kênh và chuông thông báo kênh từ từ được phố lên giúp tôi, và phần thứ ba các bạn xuống phần comment trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của anh em, cái Facebook các bạn đã chia sẻ video. Ok, và câu hỏi hôm nay của chúng ta đó là lý do vì sao Nico Robin bị truy lá 58 tuổi anh em. Các bạn vui lòng comment câu trả lời kèm theo tên Facebook của anh em giúp tôi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi giờ tranh thủ anh em vote game là kiếm sao được không,
Thế ở cái ai này có một số bạn bảo là không cần đi gym với cả ấy vẫn ăn được. Thì không biết là các bạn thắng như thế nào. Trận này tôi không đánh qua rồi nhưng mà hiện tại là không có đi gym với cả ấy thì không 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 hình như nó vẫn không tính win thôi anh em. Vẫn rất là khó khăn. Hiện tại vẫn đang rất là khó khăn các bạn. Ok. Nhìn cái này win rồi. Không tính các bạn. Ôi, ra đi đợi từ mới là chơi anh em. Thực hiện còn chả biết bao giờ Nami mới cập nhật. Video kết thúc anh nha. Hẹn anh em cờ tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo video kênh Tư Tưởng Thành Phố. Thì giờ thì các bạn...